Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình quay là mình làm cái clip review. Mình chỉnh cái cam một xíu. Nào mình quay là mình làm cái clip review á. Tại vì hiện tại các bạn thấy là mình đang đeo cái mic Bose thì mình đang bật cái chế độ lọc ồn lên để coi các bạn nghe, các bạn biết âm thanh như thế nào. Thì hôm nay mình đã, tại vì cái chất âm của thằng này thì các bạn nghe không biết rồi, nó không có súp, như là mình càng nghĩ chất lượng âm thanh nó ok hơn. Vậy là để sau này mình làm những kênh YouTube này mình đang up nè, kênh Phú Quốc Bồ nè, thì mình nâng cấp cái chất lượng âm thanh lên để cho các bạn nghe rõ hơn. Với lại mình sẽ thu âm cái khi mà lúc mình đang sửa máy á, mình vừa sửa mình vừa nói chuyện. Lúc trước khi mình xài cái bộ này TNV nè, mà xài thời gian thì nó dở quá nên là mình không xài nữa, như nó bị nhiễu rồi, nó bị ồn rồi, âm thanh nó lúc giật lúc mất nè. Mình xài riết là cái này nó gãy kẹp luôn. Mình lấy cái kẹp cao tốc của vợ mà mình dán vô, rồi mình xài cái này sau rồi sau đó rồi mình mới mua cái mic mic gần này. Đây mình mới mua cái mic gần của Bose này, thì mình thấy Bose là giá rẻ mà nó cũng ok đó. Đây là chữ Bô Gia này. Thì mình thấy xài nó cũng ok nên là mình mua hàng này, nhưng mà hàng này thì nó chỉ thu được một hướng thôi. Thì lúc trước mình xài cái mic cũng Bô Gia cũng cái đời này, nhưng mà cái loại cái cổng Lightning, thì ở đó mình chỉ quay được cái điện thoại thôi. Thì sau này mình chuyển qua mà quay bằng cái F1 Pocket, thì cái clip mà đang xem mình đang quay bằng cái F1 Pocket. Thì hôm nay mình đặt mua một cái mic Rode, như mình hứa thì mình mua cái mic Rode thì mình sẽ quay lại làm clip review cho các bạn xem ha. Rồi ok, rồi đây giờ mình để mình vui ra cho các bạn xem nha. Chờ xíu đó mình để cái dầu. Rồi, bây giờ mình sẽ khui nha các bạn. Mic này mình mua là mình nghe nói là hàng xách tay, mình mua với giá là 5 triệu 7. Còn bạn nào mà cần thì mình để cái link mua hàng ở trong phần mô tả nha. À, còn cái này nó có cái bản này là bản mình mua, bản xách tay. Còn cái bản mà các bạn mua bản nhập khẩu á, thì nó tầm hình như là 6 triệu 2 đến 6 triệu 4, tùy shop bán, cũng có chỗ bán 6 triệu. Này là lần đầu tiên mà mình bỏ 5 6 triệu bạc mình mua cái đầu tư mua sản phẩm mới rồi nha các bạn. Rồi đó mình mua cái mấy cái bộ mic như mic Bose này của mình mua đợt mua cái bản đôi luôn là nó cũng có triệu mấy à. Rồi sau này mình mua cái bản mà gắn cái jack 3.5 này thì nó cũng tầm triệu mấy à. Đó thì đây là bạn thấy nè, hàng này là hàng của Úc nha các bạn, made in Australia luôn nha, chứ không phải là made in China nha. Để mình tiến hành mình khui ra nha. Thì cái hàng mà mua hàng xách tay nó khác cái hàng nhập khẩu, là hàng nhập khẩu nó có một cái tem chữ tiếng Việt ở trên này, nó dán trên đây, nó nhập khẩu nó đóng thế. Còn cái này là hàng hàng xách tay về, khi như các bạn mua iPhone quốc tế, iPhone lock vậy thì xài nó như nhau các bạn. Nhưng mà giá thì mình sẽ giá thì nó sẽ mềm hơn. Mà nào muốn mua thì mình sẽ để cái link của cái Facebook mình mua nha, bạn cứ vào đó nha mua. Cái này nó hộp này làm nó làm nó dán keo vậy, không có như cái đời trước mà bằng đặt ra dán keo vậy. Như cái hộp này nó làm kiểu này là các bạn khui ra là khui ra luôn á, chứ không có như cái đời trước đó, bạn giữ các bạn xài được cái hộp đâu. Đầu tiên hãy như là một cái túi, nhưng bằng mua bạn 2 mít cho một cái túi. Đầu
tôi rất là đẹp mà, tôi có chữ Rod này. Qua bên theo đây cái mic nó khá là đẹp. Đây, tiếp theo hộp phụ kiện thì theo mình đánh giá hộp phụ kiện mà Rod nó làm mà nó bỏ vô cái bọc zip và giống mấy cái đồ của Trung Quốc á, thì mình coi mấy cái clip review trên mạng á thì mình thấy cũng có những cái bản mà hình như là nhất là cái bản single sau này á, thì Rod người ta làm mấy cái phụ kiện người ta bỏ vô cái hộp giấy màu trắng giống vậy luôn, thì giờ nó sẽ sang trọng hơn. Tại vì cái này là một cái hàng mình thấy nó cũng sang trọng, một cái hãng cũng tên tuổi, nên là mà làm cái bọc túi zip vậy thì mình cảm thấy mình không có ưng cho lắm. Đó là cái ý riêng của mình. Đây thì đầu tiên là cái Busta Gui là cái hướng dẫn sử dụng nhanh. Xem nó cho mình ba cái cáp. Ở đây này ba cục cho mình ba cái cáp, một đầu USB, một đầu Type-C, ba cáp như nhau. Thì sau này á, cái đời sau này á, là cái cáp nó làm là cái bản dẹp nào mà bản dẹp nè, cho nên là các bạn khi mà các bạn cầm con bóp tới đâu là nó giữ nguyên luôn nè, nó không có tự bung ra. Cái dây rồi sẽ cho các bạn cái dây, dây này là cái dây hai đầu 3.5, dây để bạn gắm vào máy ảnh. Còn bạn muốn gắm vào điện thoại á, thì có hai cách. Một là các bạn mua cái dây XC7, tức là một đầu TRS này qua một đầu TRRS, tức là nó bốn thắt á, để các bạn cắm vào cái ngõ 3.5 của điện thoại. Hoặc là các bạn có thể các bạn xài cái cáp này của nó luôn. Các bạn xài cái cáp này thì các bạn xài qua cái cổng USB-C ở trên cái cục RX đó, các bạn xài cái cáp Type-C. Thì nó qua cái đầu USB này thì các bạn chỉ cần các bạn mua một cái USB OTG. Ví dụ như các bạn xài Android ấy, thì bạn mua cái USB OTG là một đầu USB-C qua một đầu USB này, thì bạn cắm vô là kết nối được. Còn bạn nào xài là iPhone thì bạn mua một cái cổng OTG, một đầu Lightning, một đầu ra USB. Cái này là USB đực, thì bạn mua một cái đầu USB cái bạn cắm vào là sẽ được. À, thì khi mà mua thì bạn sẽ có cái này, rồi mở hộp ra. Ui, quá là đẹp luôn bạn ơi. Thì đây là cái gói hút ẩm. Hãng sẽ cho mình ba cái bông lọc gió. Thì cái bông lọc gió này nó đã cải tiến hơn đời đầu, là đời đầu bạn thấy dễ rớt. Đời này thì nhiều bạn xem review cũng biết rồi. Đời này là nó sẽ dặn, nó không có gài vô để dễ rớt như cái đời đầu nữa. Rồi để cho mình ba cái bông lọc gió. Mình bày ra cho các bạn xem. Rồi, một cái gói ẩm. Tháo qua cái mic ra. Rồi thì cảm giác mình cầm mình thấy cái này rất là nhẹ nhé các bạn. Rồi, giờ mình sẽ đeo vào đây thì thấy nó cũng rất là nhẹ. Giờ nó sáng các bạn, ở trên này nó có cái làm bằng cái mica nên là khi bạn lột cái này ra nó sáng bóng lắm. Thì đây mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là tại sao mình lại chọn Rod trong cái tầm giá này. Mình chia sẻ với các bạn là tại sao mình lại chọn Rod trong cái tầm giá này mà mình lại chọn Rod. Thì thứ nhất á, là cái thương hiệu của nó. Thì nói về thương hiệu á, thì các bạn thấy là cái sản phẩm Rod này, ở trên cái dây cáp của nó nè, nó có cái chữ Rod. Để xem. Để nét cho các bạn xem. Đó, ở trên nhà cáp nó đã có chữ Rod nè. Rồi ở trên cái đầu USB này nó vẫn có chữ Rod luôn nè. Đó. Rồi khi mà cái bộ mic nè, thì ở sau nó vẫn có chữ Rod nè. Bạn thấy nè, ở sau nó vẫn có chữ Rod. Rồi ở trước nữa nè. Rồi bên đây là cái cổng cái tên là Wireless Go 2. Thì mình mua là thứ nhất á, là về cái chất âm của nó. Thì chất âm của thằng Rode này á, thì theo nhiều người đánh giá là theo cái cảm nhận cá nhân của mình á, thì mình thấy cái Rode này á, cái chất âm của nó là cái âm của nó là nghe nó ấm hơn, nó có cái phần bass nó nhiều hơn nên là mình nghe mình ấm hơn. Còn cái Boya này theo mình cảm thấy á, là nó sẽ thiên về cái phần trép nhiều nên là nghe cái tiếng nó hơi chát cái xíu. Các bạn nào mà làm về âm thanh á, các bạn có cảm nhận các bạn nghe kỹ á, thì các bạn mới 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 thấy mới biết được. Rồi rồi thêm một cái nữa là
cái thương hiệu của nó. Thì cái rod này á, cái giá trị mà nhận diện thương hiệu á, thì khi mà các bạn kẹp cái này vào áo thì người ta sẽ biết bạn xài cái mic rod, là người ta sẽ thấy bạn nó rất là sang trọng. Nên là thì với lại á, khi mà bạn kẹp quay mặt trước này, hoặc là các bạn quay mặt sau, thì bây giờ mới kẹp là người ta cũng biết bạn xài cái mic rod, là bạn người ta biết bạn đã đầu tư cái chất âm, là bạn đầu tư cái micro để cái chất lượng âm thanh nó được tốt như thế nào. Thì còn các bạn mua những hãng khác thì nhiều người nói mua những hãng khác thì nó này của kia có lầm, thì còn các bạn mua đó thôi, không bao giờ lầm, tại vì đắt sắt ra miếng. Trong khi đó như cái bộ này mình mua bản đơn thì nó có triệu mấy à, nhưng mà bản đôi thì nó cũng tầm triệu 6, triệu 7. Còn cái loại mà như trước mình xài Boya mà loại này á, mà bản 2 mít thì nó cũng tầm có triệu 6, triệu 7 à. Mà trong khi đó thằng này bản này nó 2 mít mà nó tới tầm gần 6 triệu. Thì các bạn nghĩ coi coi cái chất lượng như thế nào. Thì không nói dài dòng nữa, thì bây giờ mình đi sơ về hai cục TX với một cục RX ha. Rồi, ok. Đầu tiên nó là cái cục TX. Đầu tiên mình giới thiệu một cục TX thôi, là hai cục nó như nhau ha. Thì ở trên này các bạn thấy nó có một cái micro. Ở đây là cái bên đây là cái cổng 3.5. Đây là cổng 3.5 để các bạn gắn thêm cái micro cài áo. Ở đây là hai cái đèn, đây là hai cái đèn báo. Một cái đèn có hình cục pin này nè, là cái đèn để mà báo pin, nếu mà pin yếu thì nó sẽ chớp. Còn ở đây nó có cái đèn có cái hình mắt xích nè, cái hệ đèn là báo thể thấy kết nối. Nếu mà nó không kết nối thì cái đèn nó sẽ chớp, còn kết nối thì đèn nó sẽ sáng. Thì hai đèn này nó là màu xanh dương hết rồi, thì nó cũng không có gì. Rồi bên hông bên đây thì là cái cổng USB-C. Thì cái cổng này để bạn sạc với lại cập nhật phần mềm cho nó. Thì khi mà các bạn dùng để cắm vào máy tính để điều khiển cái này, để khi mà cái này nó có thêm cái chức năng là ghi âm nữa mà, để các bạn điều khiển khi mà các bạn muốn ghi âm á, để nó bắt ốc. Nhiều khi mà mất sóng á, hay là các bạn quên đem cái cục này nè, quên đem cái cục RX nè, thì này nó vẫn là cái mọi như nó như là một cái máy ghi âm luôn nha các bạn. Rồi thì bên đây nó có cái dòng chữ là Wireless Go. Wireless Go. Rồi thì hai cục nó như nhau. Ở dưới đít này là cái nút nguồn. Rồi đây là cái cục RX. Thì cái RX thì nó mặt trước nó cũng như vậy, nhưng mà ở đây nó sẽ có một cái màn hình. Đây có một cái màn hình. Thì bên đây là cũng có cái cổng Type-C để sạc với cập nhật phần mềm. Thì cái cổng Type-C này sạc cập nhật phần mềm. Với lại nó cũng là một cái ngõ out ra cái tín hiệu digital nha các bạn. Thì các bạn có thể các bạn cắm cái cáp này, như mình nói là cắm cái cáp này rồi cắm vào cái iPhone của bạn luôn. Thì mình khuyên các bạn là nếu mà các bạn xài quay phim bằng iPhone hay là quay phim bằng điện thoại á, thì các bạn nên xài cái cổng Type-C này để cái chất lượng âm thanh nó ra nó được tốt nhất. Tại vì các bạn hiểu là cái tín hiệu digital á là cái tín hiệu gốc. Khi mà các bạn xuất cái tín hiệu này vào cái điện thoại của các bạn á, thì nó là tín hiệu gốc, nó không có bị biến đổi. Còn khi mà các bạn xài qua cái cổng 3.5 này á, thì cái cổng này nó là cái cổng analog. Thì cái cổng analog này là nó đã qua cái con chip giải mã trong đây rồi, cho nên á là cái tín hiệu của nó sẽ bị biến đổi. Nên mình khuyên các bạn là các bạn nên xài cái jack này nếu mà quay điện thoại. Còn các bạn quay bằng máy ảnh, quay bằng như mình quay bằng ô thì mình có thể mình xài cái cổng này được. Còn nhiều bạn nói tại sao mà không mua cái dây SC7. Cái dây SC7 là một hai đầu nó 3.5, nhưng mà một đầu nó là TRS là 3 khất, nhưng một đầu nó TRS là 4 khất, để cắm vô đây và chuyển qua cái điện thoại. Thì các bạn muốn xài cái đó, thì nếu mà bạn xài iPhone mà đời sau này á nó không còn cái sắt 3.5 nữa, thì các bạn phải mua thêm cái này đó. Mua thêm cái này là cái sắt chuyển nè, chuyển từ một đầu Lightning qua một đầu 3.5 nè. Thì các bạn chuyển, bạn mới cắm vào đây, bạn cắm xong cái SC7 một đầu bạn cắm vào đây, một đầu bạn cắm vào đây nữa mới được. Thì như vậy cũng được, nhưng mà âm thanh của nó sẽ bị biến đổi, nó sẽ không có toàn vẹn nữa đó. Nên là mình khuyên các bạn, nếu mà bạn muốn cái chất âm nó tốt nhất thì các bạn nên xài cái jack này. Khi mà để các bạn quay mà điện thoại thì chất âm của nó sẽ tốt hơn. Rồi nói dài dòng vậy thôi.
Rồi nhiều bạn hỏi cái này nó không có cái cổng, không có cái sắt cắm headphone thì làm sao mình nghe được, mình muốn xài thêm cái headphone để mình kiểm tra cái âm thanh nó thì như nào, thì cái đó một hồi cuối clip mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Nó nhiều cái lắm. Một là bạn mua cái tai phone mà cổng USB á, của cổng lên cổng tai si á, thì bạn cắm vào đây, cắm vào cái ngõ này thì các bạn xài out ra cái nhưng mà các bạn xài cái dây này á, cái dây 3.5 á, mình xài máy quay á, thì các bạn xài cái tai nghe cổng giúp cổng tai si. Còn các bạn xài cái còn các bạn xài cái sắt 3.5 này á, mà các bạn muốn nghe tai nghe á, thì các bạn xài cổng tai si. Còn các bạn mà kết nối bằng cổng tai si rồi thì các bạn xài cái tai phone jack 3.5 để các bạn cắm vào đây, các bạn làm cái headphone đó. Còn các bạn mà muốn mà vừa xài cổng này thì các bạn mua cái đầu chuyển, chuyển hai cái hai cổng, chuyển chia mua cái chia một cái 3.5 ra hai, một cái 3.5 đực ra hai, ba hai cái 3.5 cái rồi mình cắm theo, các bạn cũng có thể các bạn nghe được đó. Đơn giản vậy thôi. Rồi thì các bạn mới mua về á, các bạn nếu mà các bạn mở hai cái cục nó không lên á, ở đây mình có cái cục TX nè, các bạn thấy nè, mở nó không lên đúng không, thì mọi người cắm nhưng mà cầm nhập phần mềm nha. Thì nếu mà các bạn mở nó không lên thì bạn cầm nhập phần mềm nha. Này của mình đang là 2.0.5 nè, thì bây giờ mình sẽ nâng lên 2.2.3 nè, nó cũ quá rồi. Thì mình phóng như đây đó, battery dưới 15% nó bắt mình sạc, nó không cho mình update. Rồi ok, mình tiếp tục nha các bạn. Thì mình đã sạc xong cái hồi nãy mình sạc xong, mình đã test âm thanh rồi. Thì một cục tí kia nó nãy mình xài á, nó mình sạc mới có tí mà đó mình xài, mình đang cắm sạc. Còn hai cục này mình mới sạc cho nó đầy pin rồi. Hai cục rồi nè, một cái cục RX nè, RX có màn hình nè, đây một cái cục TX nè. Thì mình sạc rồi thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách để các bạn xài cái cổng tai nghe nha. Thì một á là các bạn xài kết nối qua điện thoại á, thì như mình đã nói lúc đầu á, các bạn xài kết nối qua điện thoại á, thì á các bạn xài cái dây tai si mà hãng nó tặng á, một đầu tai si một đầu USB á. Thì các bạn nếu mà các bạn xài dây đó thì các bạn mua cái adapter OTG á. Nếu các bạn xài iPhone thì các bạn mua cái adapter OTG từ Lightning qua cổng USB, hoặc là các bạn xài Android thì các bạn mua cái OTG của USB Type-C qua USB Type-C, là được USB Type-C được qua USB Type-C cái á. Hoặc là các bạn có thể các bạn mua cái cáp là SC15 của Rode, thì một đầu nó là Type-C, một đầu nó là Lightning để xài cho iPhone, hoặc là SC16 là hai đầu Type-C của Rode là để xài cho máy Android ha. Thì khi mà các bạn cắm vào cái cổng tai si của cục RX này nè, thì nó sẽ dư ra cái jack 3.5 này, thì các bạn sẽ nghe cắm tai nghe vô đây và nghe. Cái này là tại vì các bạn không chịu tìm hiểu kỹ, chứ không phải là thằng Rode này nó không có cái cổng tai nghe. Thì các bạn nào cần á, mình sẽ để cái link của cái trang chủ Rode, mà cái phần mà hướng dẫn sử dụng của cái Rode này nè, của ông qua đến cô hai nè, mình để hướng dẫn sử dụng đó các bạn vào xem. Nếu mà các bạn nên vào bằng trình duyệt cốc cốc để nó có cái phần mà dịch á, dịch cái trang đó, đó, thì các bạn vào cốc cốc các bạn bấm vào dịch sang tiếng Việt thì các bạn sẽ hiểu. Rồi thì bây giờ mình sẽ kết nối. Thì bây giờ hiện tại mình đang đeo cái mic Bose ngoài bằng con Osmo Pocket. Đây, mình đang đeo cái mic Bose quay bằng con Osmo Pocket. Thì cái này mình hiện tại mình sẽ cắm vào máy tính, y như là các bạn cắm vào điện thoại đó, thì mình sẽ cắm qua cổng USB-C của máy tính, mình không có xài cái cáp riêng, mình giữ cáp riêng. Thì giờ mình cái cáp là mình đã cắm vào máy tính rồi nè, đây mình có cái cáp Type-C nè, đây mình có cái cáp Type-C nè. Thì bây giờ mình sẽ đầu tiên mình bật hai bọn này lên cái đã. Ok, bật cái bộ này lên rồi, các bạn thấy đèn nó sáng rồi. Đó, giờ mình bật cái RX lên. Rồi, bật lên rồi nè. Rồi, hai cái kết nối nè, bạn nghe nè, alo luôn. Đó, alo luôn, 1, 2, 3, 4. Rồi, bạn nghe có âm thanh này nè.
Rồi thì cái này bây giờ mình sẽ kẹp vào áo ha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái này vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ quay vào máy tính cho các bạn xem. Rồi để mình vào cái trang chủ của Rob mình cho các bạn xem luôn nè. Rồi mình vào bằng đây mình vào bằng Chrome. Đây mình không có góc cốc. Mình vào cái này cho các bạn xem. Chấm cơm này. Giờ rô đất nè. Ở đây có phần dịch nè, đây mình bấm dịch cho các bạn xem nè, nó dịch lên tiếng Việt nè. Ở đây nó tự nó dịch. Thì mình chấp nhận cái copy của nó, nó là sản phẩm nè. Không dây nè. Đây qua đến Go 2 nè. Đây nó để này theo bằng dịch tiếng Việt nè, tìm hiểu cách sử dụng nè. Đó, thấy là tìm hiểu cách sử dụng nè, nó bấm vào đây. Dịch sang tiếng Việt hết nè. Đây nè. Nè, mail chuyên nghiệp nè. Các bạn đọc cái này nè. Kết nối với Google máy tính bảng nè của bạn qua USB-C. Thay vì sử dụng đầu ra TRS tương tự 3.5 sẽ cho phép bạn đề cập một số tính năng hữu ích. Tức là khi mà người ta cũng nói rõ ràng. Và khi mà bạn có nối wireless go bằng cái cổng USB-C thì tại vì cái cổng USB-C nó là cái cổng đi digital, là tín hiệu của nó là cái tín hiệu nó không không qua chưa qua chip xử lý tín hiệu gốc, thì khi mà nó qua thì chất lượng âm thanh nó sẽ ok nhất. Rồi đầu ra âm thanh chất lượng cao nè, sử dụng đầu USB-C. Bỏ qua mạch đầu vào từ thiết bị găm chút giúp truyền tín hiệu kỹ thuật số trực tiếp với chất lượng tối ưu nè. À, người ta cũng khuyên mình sử dụng USB-C nè, nè giám sát tai nghe nè. Việc sử dụng đầu ra USB-C sẽ giải phóng đầu ra 3.5 để bạn có thể cắm tai nghe vào và theo dõi âm thanh của mình. Trong khi ghi âm, bạn thậm chí có thể sử dụng điều khiển để khuếch đại điều chỉnh âm lượng của tai nghe. Tức là người ta nói là khi mà mình cắm cái USB-C, mình xài cổng USB-C để sức âm thanh ra thì mình dư ra cái jack 3.5 để mình cắm tai nghe. Thì mình có thể chỉnh cái âm lượng của tai nghe lớn nhỏ bằng cái nút mà chỉnh decibel ở trên cái cục RX đó. Đó. Rồi thì bây giờ để ở đây mình có cái tai nghe nè. Ok, để mình đi kiếm đây đây mình có cái tai nghe nè. Để mình đi kiếm cái loa. Rồi mình lấy cái dây có cái dây này TRS hai đầu à, hai đầu nó là gấp ba hai khắc này. Đây cũng vậy mình cắm vô nè à. Rồi, mình cắm vào rồi. Mình cắm vào rồi nè ha. Ok. Mình cắm vào đây. Mà không biết nè. Aux input modem. Alo. Alo. Put Alo. Alo. Cái dây này của nó xài không được rồi. The Bluetooth device is ready to pair. Xài cái dây rod nó cho này, dây nó có chữ rod này. Cắm vô thử coi. Aux input modem.
Alo. Alo. Mà nghe nè. Mà nghe tiếng không? Alo. Alo, đó, mà nghe tiếng nè. Alo, 1 2 3 4. Alo. Tụi mình để cái mic này gần cho các bạn nghe nha. Alo, 1 2 3 4. Alo. 1 2 3 4. Alo, 1 2 3 4. Thì cộng rất 3.5 là mình cắm vào máy tính rồi nè. Bây giờ mình sẽ mở cái OBS của máy tính này cho các bạn xem. This is ready to pal. Rồi nè, các bạn để ý nè, cái mic nè, giờ mình alo nè, alo, 1, 2, 3, thấy chưa, nó có tiếng rồi ha, ok. Rồi bây giờ nè, cái jack này á, là mình cắm vào nó lấy âm thanh này nè, còn cái jack 3.5 nè, hiện tại mình câu dây này ra, thì cái dây này các bạn, mình câu ra cái dây này các bạn cứ tượng trưng là các bạn cắm tai nghe đây nha. Rồi, thì bây giờ mình cắm vào cái lo nè, coi như các bạn, thì coi như là các bạn đang cắm tai nghe đi, thì tại vì hiện tại nếu mà mình đeo tai nghe để các bạn không nghe rõ nên là mình sẽ cắm vào cái lô bluetooth để cho các bạn nghe nhỏ rõ hơn nha. Rồi giờ này mình cầm cái mic nè. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Take me, alo. Rồi thì cái test mic của mình là nó như vậy, mình sẽ sau này mình sẽ bỏ cái khúc này vô cho các bạn xem ha. Thì các bạn đừng hỏi tại sao là các bạn không có chỗ cắm micro nha. Ok. Rồi để bây giờ mình sẽ test thêm một cái bài test thứ hai nữa. Giờ mình rút cái này ra. Mình test thêm. Bluetooth device is ready to up. Bây giờ mình sẽ Bluetooth device is ready to pair. Bây giờ mình sẽ test thêm một cái bài test thứ hai này cho các bạn xem. Đây mình có cái đầu chuyển. À đầu chuyển nè. À, đầu chuyển jack hai thất luôn nha. 1 sang 2. Rồi ok. Giờ mình sẽ cắm vào mình nói thử coi nó nhận hay không nha. Rồi bây giờ mình cắm vào hai cái này mình vẫn kết nối nè, bạn giờ nào mình nói chuyện nè, alo 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 alo, đó, nó vẫn lên tiếng nha. Rồi ok, giờ mình cắm vào đây. Dây mình cắm vào đây, mình thử cái dây này lại coi coi nó ăn không. Alo này của mình nó bị lỏng quá. Input mode. Alo, alo, nghe lại qua. Alo, thấy không? Alo, 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 1, 2. Rồi, ở đây mình có một cái jack. Một cái jack TRRS à, một cái jack 3 thất và một cái jack 4 thất nè. Để mình lấy nét cho các bạn xem à, đó, một jack 3 thất, một jack 4 thất nè. Rồi, để bây giờ ở đây là cái điện thoại của mình. Để mình quay cái làm xuống cho các bạn. Bây giờ mình sẽ có một cái bài test như vậy. Mình sẽ test trực tiếp ghi âm ở trên iPhone. Đây mình có cái đầu chuyển nè. Giờ mình vào ghi âm của iPhone nè. À. Gắn cái này vô. Rồi mình gắn cái đầu 4 khắc nè. Đó, cái đầu 4 khắc nè, cắm vào đây. Còn cái đầu 3 khắc mình sẽ cắm vào đây. Rồi thì bây giờ các bạn xem nè, bây giờ mình sẽ bấm ghi âm nè. Alo alo 1 2 3 4. Alo alo 1 2 3 4. Alo alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo alo 1 2 3 4. Alo 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 1 2 3 4. Alo alo
Alo alo. Rồi, giờ mình nghe lại nè. Đó, bạn nghe. Đó, các bạn nghe, các bạn đã biết là nó có xài được tai nghe hay không nha, hai cách đều được nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.